Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình Waterlit của dự án Relatis Boom nè các bạn. Thì chương trình dự án này nó được chạy trên nền tảng của Terra nha các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần list bằng link mô tả dưới video của mình, mở link phong nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn click up chat nè các bạn, rồi các bạn bấm vào continue nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào Enter Giveaway nha các bạn. Nếu mà nó có yêu cầu mã giới thiệu thì các bạn điền giúp mình là anh 4 số 1 nha các bạn. Rồi sau đó các bạn follow Twitter nha các bạn. Cái này mình chủ yếu là tham gia danh sách chắc nó thôi nha các bạn, chứ không phải là airdrop gì đâu nha các bạn. Rồi các bạn đang theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt chấp lên, các bạn bấm vào, rồi các bạn điền là username tại Twitter của tất cả bạn đã follow dán này các bạn. Những hệ sinh thái của Terra nên các bạn đừng bỏ qua nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào I am follow nữa. Dạo này khá là ngon nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với Terra nha các bạn. Thì các bạn download giùm mình một cái giấy Satafan nè, Terra Asan. Tiếng Anh không có khó kêu quá các bạn. Rồi, trên đây thì các bạn nhấp vào một cài đặt nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ Terra của các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Sao kỹ ta, sao nó không ăn ta. Các bạn bấm vô, bấm complete nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gift code này thì các bạn điền giúp mình là, mình có để phần link mô tả dưới video cho các bạn. Các bạn phải điền là tốc GB nha các bạn. GB. Rồi các bạn bấm vào submit code nè các bạn. Rồi nó gửi về mail một confirm mail không ta. Em kiểm tra cái ta các bạn. Kỹ lưỡng một chút các bạn để ok, không có email. Rồi dãy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Public Wallet đến từ dự án Galactic Boom nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.